Chào cả nhà, hôm nay mình mua 1 ký tôm càng xanh, mình sẽ hấp với bia và ăn với bún. Bún là mình có mua bún nè, còn trái khóm này là một hồi mình để ăn tráng miệng với lại làm dưa nước mắm. Ăn món này thì mình để rau cải với lại giá, hành thì mình sẽ phi thơm lên, để vô bún rất ngon. Và đậu phộng nữa. Rồi. Khi yêu thích cái món của mình thì các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Rồi, xin mời. Mình cho một lon bia vô sỉnh nha. Đây. Bắt lên. Mở lửa. Hồi nãy đương rửa mà nó cái càng nó thò ra, nó kẹp một cái tay mình. Rồi đậy lên. Tôm hấp chín rồi nè cả nhà. Nó bay mùi bia lên thơm lắm. Con tôm sẽ thơm ngon ngọt lắm đây. Ớt với tỏi mình chuẩn bị làm nước mắm mình đã băm xong rồi. Bây giờ mình nặn mấy trái tắc vô. Mình làm nước mắm này mình xài tắc nha. Ở nhà có tắc mình xài tắc, mà tắc thì làm nước mắm nó thơm lắm. Khóm này mình lấy 1/4, mình 1/4 để mình làm mình nấu nước mắm nha. Còn 3 phần này thì mình để ăn sắp phần nước mắm nè. Còn cái phần này mình để ăn sống. Lát hồi mình ướp thêm miếng muối miếng đường vô. Làm nước mắm này thì mình đong theo cái giá này nghe cả nhà. Mình cho 6 cái giá đường. 2 3 4 5 6 6 giá đường thì 18 giá nước. Sáu giá nước mắm. Một giá trái tắc đó nha. Bây giờ mình để khóm này vô mình nấu hết. Mình nấu cho cái khóm này nó ra nước nha. Ra nước nó dịu cái nước mắm ngon lắm cả nhà. Giờ nó tan đường rồi nè. Tan đường cái nước mắm nó kẹo kẹo rồi ha. Mình để nguội rồi mình mới để ớt với tỏi vô. Giá nè, rau thơm với xà lách và dưa leo. Dưa leo thì mình bằm cả nhà, mình bằm mình xắt vô. Giờ mình lựa cái khóm ra nha cả nhà. Mình lấy cái nước này để làm nước mắm nha. Mình để cho nguội.
cắt hành này để làm dầu hành ăn với bún nha. Cái phần đầu mình để riêng ra, mình muốn xài mình xài cái phần thân thôi, phần xanh xanh này thôi. Rồi mình cho 2 muỗng canh dầu, thêm muỗng nữa đi, cho 1 phần 3 muỗng muối nha. Bên đây thì 1 muỗng đường. Giờ mình để vô microwave cho nó nhanh. Rồi giờ mình để vô microwave nha. Rồi nước mắm mình nguội rồi nè cả nhà. Mình nguội rồi mình mới để mấy này vô nó mới nổi nha. Nó còn đường nóng mà để vô là nó chìm liễm xuống. Bên đây mình có đồ chua nữa, nhưng mà khi ăn thì mình sẽ gấp vô, chứ không để vô nước mắm. Nước mắm thì mình ăn mà còn dư, mình có thể để tủ lạnh cả tháng được nữa đó. Rồi món tôm hấp của mình đã xong. Hôm nay mình ăn món tôm hấp với lại bún nha. Bây giờ mình để mỡ hành, dầu hành lên bún nè. Còn rau á, thì khi nào mình ăn thì mình để vô. Ai thích ăn rau gì thì để vô rau đó. Có nè, rau nè, dưa leo, xà lách với lại giá. Nước mắm chua ngọt. Nước mắm thì mình làm nhạt nhạt để mình chan nhiều vô ăn mới ngon nha cả nhà. Rồi đồ chua thì mình có sẵn ở trong tủ lạnh. Đây 1 ký tôm. Rồi mời cả nhà cùng nhập tiệc với 2 vợ chồng mình nha. Để miếng đậu phộng vô nha. Đây. Rồi xin mời cả nhà. Mình bún tôm luộc với vợ chồng mình. Hay là tôm hấp bia phải không? Tôm hấp bia. Để em lột con tôm cho anh. Chua. Dứt cái đuôi ra luôn đi ha. Để đuôi làm gì? Rồi. Gỡ cái đuôi không ra. Đến thêm con 2 con nữa rồi. Lexi, Lexi nghe ông xã. Đây. Anh muốn để hầm thêm thì rồi, để xong, giờ để mình đã xong. Xin mời. Xin mời. Khỏi nói mở hành là được. Để đầu tiên liền, để thêm liền. Rồi. Nước nóng này là trang thoải mái nha. Đúng rồi, cái này phải ướt ướt. Ướt ướt ăn mới ngon. Anh có muốn để thêm đậu phộng không? Làm được rồi. Nãy em làm thì ướt anh chút thôi. Có dưa leo cho em chưa? Xong, ăn thêm thì nếu thêm. À, giá. Mời cả nhà uống vô máu với mình nha. Uống miếng khát nước quá. Quá đã. Bữa trước á, mình nói với bác sĩ á, mình uống rau má dừa. Bác sĩ nó không được. Rau má không.
Nếu mà rau má dừa nó có chất đường nhiều lắm, mình ở đây mình không phải là có tiểu đường hay gì hết, nhưng mà mình ngừa, mình hạn chế lại. Đây, nước mắm hấp dẫn hơn đây. Quá quá. Em thêm miếng đậu phộng, thích ăn đậu phộng. Ngon không? Nước mắm mà nó nhiều nhẹ, thành ra tại mình chan ướt nè, cái chan ướt nó ngon. À, béo cây dùng hành. Bữa nay mình ăn cái món này rất là thanh đạm nha. Đây, dê trắng là con tôm. Mới đầu là mình định định là nướng, nhưng mà nó thấy nó lu bu quá, thì mình ăn nó, mình hấp con tôm đi, ăn cho nước ướt át một chút, nó không có khô. Nướng thì nó khô quá. Rồi, mời cả nhà nha. Nước mắm là ngạt ngạt thì ăn ngon quá. Rồi cả nhà ăn con tôm nè. Chàng ăn hai giá là vừa ăn luôn á. Con tôm mà có mùi bia thì chắc hồi mình ăn mình chỉnh quá. Chỉnh không? Nó chỉ là mùi bia thôi chứ đâu có mùi bia đâu. Cái dai cực ngon lắm. Tuyệt vời. Tuyệt vời ở mặt trời. Rau tinh nhiều vô mới ngon. Ngon quá cả nhà. Mà làm rau trong tan bún. Quá trời rau. Đụng rau vậy tốt. Không mà thích ăn rau thì tự nhiên người mình nó nhẹ nhàng hả? Ăn rau vô ngửi nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng mà nếu mà ấy nó bay bổng luôn, gặp cơn gió là nó bay. Gặp con gió ngay ngã tư đó. À, nhẹ nhàng thì vấn đề tiêu quá. Tôm dai ngon ha. Dài. Còn sống hay nó nhảy nha. Sáng mình mua nó cũng lăng tăng cái mầm. Nói chuyện từ con tôm ấy bên anh kìa. Nãy hình làm cho nó nhảy em tưởng nó còn sống. Còn nó dài. Cũng còn tôm hết, lột thêm không? Có. Ngon quá. Món này ăn rất là tiện và lợi. Mua tôm về đem rửa sạch sẽ đi hấp, rau cải làm, làm nước mắm. Nếu bữa nào nước mắm còn dư trong tủ lạnh thì khỏi làm luôn. Bữa nay nước mắm đã khô thiệt rồi, làm tô bự để dành ăn luôn. Đúng rồi, cái món này á, dây trắng của nó lại biết cái gì không? Nước mắm mà dở là nó kéo theo nguyên một dĩa luôn. Nước mắm ngon ăn Trung Quốc. Tại vì tôm luộc cũng giống nhau phải không? Nước mắm thì
các cái hậu vị. Dưới này trang nói trang hai giá là gì lận luôn. Đúng rồi, em cũng cho hai giá nữa. Đột trăng còn to nữa. Nước mắm ướt ướt, rau cải dưa leo đồ phộng để vô. Ăn vậy không khỏi ăn tôm cũng được đó. Để con vào đây đi. Giúp đỡ cho. Ừ. À. Ngon quá cả nhà. Thơm thơm mà mùi bia ha. Mùi gì? Mùi bia. À, chắc không mùi bia mà mình thử đấy. Thấm thấm được cái em. Nhất là cái đầu á, cái đầu á. Thấm thì mùi vô cái đầu. Quá ngon. Ngon. Bữa nay mình khen mà biết rồi. Ngon. Thêm một tí đồ phẩm. Béo béo rồi đậm giòn. Thơm thơm. Đậm như nước mắm. Thằng Khánh của bà xã làm. Nước mắm là nhạt nhạt. Rồi tôm trang. Tôm trang vô nó ướp khác. Tôm trang thì nó nãy đang tăng. Còn một bữa nay cái coi như là nó hòa quyện, nó chơi là nước mắm nó không có mặn quá mà cũng không có lạc quá. Phải nói là quá ngon chứ không ngon quá, quá ngon. Quá ngon, bữa nay ngon quá. Xin chào tạm biệt cả nhà nghe. Rất cảm ơn cả nhà đã ghé ủng hộ cho kênh của cô thật của hai vợ chồng mình. Lúc nào mình cũng chúc cả nhà sức khỏe nè, an lành, hạnh phúc và thành công. Rồi hẹn gặp video sau. Xin chào.